Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm đó là ngày lễ của người Do Thái. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một cái hồ tiếng Do Thái gọi là Bethsaida. Chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này có rất nhiều người đau yếu, mù lòa, què quặt, bất toại, nằm la liệt. Trong số đó có một người nằm đau liệt đã 38 năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa ngài, tôi không được ai đem xuống hồ mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới thì có người xuống trước tôi rồi." Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về." Tức khắc, người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sa-bát, nên người Do Thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng." Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi vác chõng mà đi." Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi?" Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó. Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ. Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước." Anh ta đi nói cho người Do Thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế, người Do Thái gây sự với Chúa Giêsu vì người đã làm như thế trong ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phép lạ xảy ra cho người bất toại trong tin mừng hôm nay có thể là hình ảnh của lòng tin cần được thanh luyện. Từ 38 năm qua, con người tàn tật này chờ một phép lạ. Nhưng một phép lạ gắn liền với một hiện tượng bên ngoài là nước hồ lay động đã không bao giờ xảy đến với anh. Trước mặt người bại liệt là một tương lai đen tối. Đã bao lần anh muốn thoát khỏi số phận nghiệt ngã, nhưng căn bệnh cứ chì kéo đeo đẳng anh. Mỗi lần anh xuống được hồ nước thì cơ hội lành bệnh lại vụt mất. Đã 38 năm nay anh đã mòn mỏi, tuyệt vọng, cam chịu số phận. Chỉ khi người tàn tật này gặp gỡ Chúa Giêsu, xưng thú mọi nỗ lực của mình và tin tưởng ở lời ngài thì lúc đó phép lạ mới thực sự được thực hiện. Dường như Chúa Giêsu đợi đến lúc này để khơi lại cho anh niềm hy vọng. Đối với Chúa Giêsu, không có cuộc hoán cải nào là quá muộn màng. Ngài luôn luôn mong chờ tội nhân sám hối, cho họ bắt đầu lại cuộc sống lành mạnh. Chỉ muộn màng khi tội nhân chưa đặt mình đối diện với Thiên Chúa, Đấng Thánh Thiện, dù họ đã có nhận thấy quá khứ lỗi lầm của mình. Mùa chay là mùa Kitô hữu hoán cải. Có thể chúng ta đã sống trong tình trạng bại liệt trong linh hồn nhiều năm. 1, 2, 3 năm, hay rất có thể đã 38 năm như người bại liệt trong tin mừng hôm nay. Mùa chay, chúng ta có dịp nhìn lại mình và nhìn đến Chúa. Đừng chấp nhận sự tê liệt. Hãy đứng dậy vác chõng mà ra đi. Hãy dứt khoát từ bỏ tình trạng tội lỗi của mình. Và Thiên Chúa không bao giờ bỏ xa chúng ta, miễn là đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn.